Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Vì thiếu tình cảm và sự lo lắng của mẹ những năm qua nên nữ diễn viên luôn cố gắng nỗ lực để cải thiện cuộc sống tốt hơn. Ngay từ nhỏ, nữ diễn viên Lâm Vĩ Dạ đã sở hữu biểu cảm cực ngầu mà chẳng dịu dàng, nữ tính như mọi người nghĩ. Vừa qua, trên trang cá nhân Lâm Vĩ Dạ vừa đăng tải hình ảnh cùng với người thân khi mình còn nhỏ. Đặc biệt nhất, đây là khung hình kỷ niệm khi có sự xuất hiện của người mẹ quá cố. Cô bộc bạch, ngày nào Dạ còn sống thì không để chị em và gia đình mình phải khổ. Cố gắng lên nào ba đứa con của bà Thu Ba. Không việc gì phải lo vì mẹ luôn phù hộ cho chị em mình. Tin như vậy và ngẩng cao đầu lên mà sống. Chơi bời đủ rồi. Bật chế độ bảo cho mình nhé. Suối nước nóng Bình Châu, hè 1998. Khi còn nhỏ, bà xã Hứa Minh Đạt khá nam tính. Thay vì như các bạn cùng trang lứa diện áo đầm búp bê, bánh bèo thì nữ diễn viên lại chọn trang phục áo phông, quần short. Chẳng những thế, biểu cảm chụp ảnh cũng chất chơi vô cùng. Chia sẻ ảnh kỷ niệm bên người thân và lời nhắn nhủ của nữ diễn viên khiến nhiều khán giả xúc động. Một trong những động lực giúp cô cố gắng chính là gia đình, nỗ lực làm việc, kiếm thêm kinh tế để giúp cho những người thân yêu, ruột thịt của mình có cuộc sống tốt hơn. Khoảng 2 năm trở lại đây, Lâm Vĩ Dạ xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình. Từ một người đóng vai phụ, tấu hài chung với Trường Giang thì giờ đây nữ diễn viên đã có chỗ đứng riêng cho mình. Cô khiến công chúng rất bất ngờ khi đảm nhận vai trò là trưởng phòng tại chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Ngoài ra, cô còn có được tổ ấm hạnh phúc bên ông xã Hứa Minh Đạt và hai cậu con trai cưng. Từng trải qua những ngày khó khăn khi sinh con, không thể đi làm và mọi gánh nặng đều do chồng gánh vác thì giờ đây cuộc sống của họ đã cải thiện và sung túc hơn. Hứa Minh Đạt vừa làm Lâm Vĩ Dạ bật khóc xúc động khi tặng xe hơi tiền tỷ trong dịp 9 năm kết hôn. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.